Lê mến chào mọi người và chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Thì đến clip ngày hôm nay thì mình bắt gặp bắt được một cái con quạt, mình thấy nó cực kỳ rẻ và cực kỳ là chất lượng luôn mọi người. Hôm nay là mình quyết định mình sẽ làm clip này, mình chia sẻ mọi người về cái con quạt này nha. Thì nhiều clip trước á là mình cũng chia sẻ mọi người đó là về cái chiếc quạt trên tường Senco rồi, thì cái về cái chất lượng nó thì mình không bàn cãi được. Nhưng mà hôm nay là mình bắt gặp được một con quạt mặc mấy cho người xem. Cái con quạt này cực kỳ rẻ luôn. Đây, có nhãn hiệu tên cũng khá là lạ, nhưng mà mình thấy rằng nó cũng tên cũng lạ, nhưng mà nó chất lượng cũng rất ok nha mọi người. Mình thấy bắt được cái con quạt này nhưng mình thấy rất là đã luôn, rất là tuyệt vời. Mình chia sẻ mọi người. Còn bây giờ thì con này mình để qua một bên đi, tại vì cái con quạt treo tường Senco mình đã nói nhiều rồi. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ mọi người, đó là về cái con quạt, đó là cái nhãn hiệu là Mizufan. Mọi người xem nè, cái chiếc quạt này xài cũng khá là lâu rồi mọi người. Mình thấy nó cũng, chủ nhân của chiếc quạt này là xài cũng khá là lâu rồi, mà xài cũng cực kỳ bền luôn. Mà cái giá tiền của con này lâu lắm mình mới gặp lại nè, cái giá tiền của nó có tầm khoảng độ 150 mấy à, không tới 159 ngàn nữa trên thị trường á. Thì nó từ tầm khoảng từ 150 đến 160 mọi người. Đây là chiếc quạt treo tường một dây, và cái độ sải cánh của nó là 39 cm, rất là mới nha mọi người. Cái màu của nó có hợp tông màu của nó, cánh quạt cái màu cam, nó đi liền với cái đáy quạt của nó nè, cũng màu cam luôn. Và cấp độ cũng có 3 cấp độ sạc tròn nha mọi người. Vâng, trước mắt mọi người đó là cái con quạt, đó là Pro và Fan. Cái tên cũng rất là ngầu nha mọi người. Cái tên Pro và Fan Mizufan Electric. Cái màu của cái nhãn hiệu cái màu vàng nè. Đi tông với cái cánh quạt đó màu cam. Cũng có cái xài cũng khá là lâu mà vẫn còn rồi. Chủ nhân xài cũng khá là kỹ luôn nha mọi người, chiếc quạt này. Mọi xem nè. Và cái đế đó mọi người xem nè, cái màu cam đó. Nó in logo của công ty luôn rồi nè. Công ty Yuan Phát Prover Fan Mizufan Electric. Và nó cũng có 3 cấp độ xoay tròn nha mọi người. Đây là mình chưa có kim điện nè, nó còn chỉnh. Đây là cái con quạt treo tường Senco một dây, là cũng có nhiều clip là mình cũng chia sẻ mọi người. Thì hôm nay là mình cố tình mình lấy cái chiếc quạt treo tường Senco này nè mọi người, và mình cố tình mình giới thiệu và vừa giới thiệu với mọi người một cái chiếc quạt mới, tầm giá nó rẻ tiền gần phân nửa luôn. Chiếc này 250k, thì cái con quạt này chỉ có tầm trên 150k thôi, mà nó giá nó cực kỳ êm luôn, mà chạy xài cũng rất là bền. Hôm nay là mình lấy ra mình để mình so sánh cho mọi người xem, để khi mình cũng có sự tham khảo để lựa chọn được một cái chiếc quạt cho gia đình mình nha. Thì trước tiên là mình sẽ kim điện thử cái chiếc quạt treo tường Senco. Mình bắt số 1 số 1 nha. Rồi, đây là cái tốc độ gió của chiếc quạt treo tường Senco một dây nè mọi người. Mình sẽ bắt tiếp theo là cái chiếc quạt Mizufan. Đây, mình cũng chỉnh cái độ số 1 luôn. Mình chỉnh cái độ số 1 cho mọi người. Hai cấp độ số 1 luôn. Mọi người xem hai cấp độ gió nè. Cái màu của cánh quạt Mizufan á, nó ra cái màu quạt mình nhìn ra cái màu cam á, nhìn thấy rất là đẹp luôn nha mọi người. Mọi người xem nè, ra cái màu cam rất là đẹp luôn. Còn bên đây là cái độ thuần tí của chiếc quạt treo tường Senco từ xưa đến nay. Đây, hai chiếc quạt cho mọi người xem về tốc độ gió của nó. Mình thấy nó ngang ngửa nhau luôn. Nhưng mà cái độ gió của cái Mizufan này thì chắc chắn một điều mình khẳng định là nó sẽ không có bằng được cái chiếc quạt treo tường Senco nha. Đây là về cái độ êm của máy nha mọi người. Mình sẽ để xuống nha. Đây là cái nút điều chỉnh cơ nè mọi người, mình giật lên cho nó nghiêng lại. Đây là hai cái chiếc quạt treo tường, một chiếc quạt treo tường Senco một dây và chiếc quạt treo tường Mizufan tên nước ngoài, tên tiếng Anh luôn,
một cũng một giây luôn nha mọi người, hai tốc độ gió nè mọi người xem. Chiếc quạt Mitsu Fan thì mình nói chắc ăn là nó sẽ, cái lượng gió nó không bằng rồi, nó sẽ không bằng nổi của chiếc quạt Treo Tường Senko một giây. Và cái tiếng máy bây giờ mình sẽ quay mình cho mọi người xem tiếng máy nó như thế nào nha. Tiếng máy chạy cũng cực êm nha mọi người, không có độ rung luôn. Cái chiếc quạt Mitsu Fan này cái công suất nó như thế nào nha. Wow, quá trời ngạc nhiên luôn mọi người ơi. Người xem nè, đây là quạt treo tường 1 giây B404 và cái công suất của nó chỉ có 32W thôi. Và sản phẩm này bảo hành 12 tháng. Wow, đúng là một cái con quạt cực kỳ êm luôn mọi người. Giá tầm khoảng 150k thôi, nhưng mà cái công suất của nó 32W mà nó chạy ra cái lượng gió cực êm luôn. Xài trên 2 năm rồi nhưng mà nó vẫn còn nguyên si, còn cực kỳ bền luôn. Đây là cái phía sau của lốc máy nó cũng ở cũng khá là dơ nha mọi người, nhưng mà nó xài cũng rất là êm luôn. Đây là cái nhãn hàng năng lượng của nó nè. Wow, chiếc quạt này chỉ có công suất là 32W thôi, nhưng mà nó xài là lượng gió ra cực kỳ êm nha mọi người. Đây là một cái chiếc quạt cũng cực kỳ đã luôn. Thì công suất nó yếu thì cái mình nó sẽ tiết kiệm được điện, nhưng mà mình tiết kiệm điện nhưng mà mình thấy rằng tốc độ gió của hai này cũng trên lệch cũng không có nhiều, cũng khá là yên. Giờ chia sẻ với mọi người đó là một cái con quạt Mitsu Fan đến từ thương hiệu Việt Nam nha mọi người, nhưng mà tên thì tên của nước ngoài. Thì mình thấy rằng mình so sánh với chiếc quạt Treo Tường Senko thì chiếc quạt Mitsu Fan này chạy lượng gió cũng cực kỳ mát luôn, nhưng mà cái công suất của nó thì nó chỉ đạt cái công suất là 32W thôi, là vô chùa là rất là tiết kiệm điện luôn. Đó là chiếc quạt tiết kiệm điện vô cùng, làm xài là mình thấy cũng cực kỳ bền luôn nha mọi người. Cái giá của nó chỉ là tầm có 150k thôi, cực kỳ rẻ mà cực kỳ bền, lại tiết kiệm điện nữa. Đây là một con quạt có thể là mình nói rằng nó cũng có sự, đây cũng là một sự lựa chọn cũng khá là tuyệt vời. Thì thương hiệu này thì nó cũng khá là lạ so với mọi người, nhưng mà mình thấy mình hôm nay mình bắt gặp được nó, mình thấy rất là tuyệt vời, nên mình chia sẻ này. Hy vọng rằng qua clip ngày hôm nay mình chia sẻ về cái con quạt Mitsu Fan này và cái chiếc quạt treo tường Senko này nè mọi người. Chiếc quạt treo tường Senko 1 giây thì giữa hai cái chiếc quạt này thì mọi người sẽ có sự lựa chọn được một cái chiếc quạt thật là tuyệt vời cho gia đình nha. Cái tên cũng nghe cũng khoái, cực kỳ khoái luôn. Công suất thì nhỏ mà quạt cực kỳ mát và cái giá cực kỳ rẻ luôn, rất là đã. Vâng, hy vọng là nó sẽ hữu ích đến mọi người nha, có sự lựa chọn được cái nhiều chiếc quạt khác nhau cho gia đình mình tìm một cách sử dụng. Vâng, Út Lê một lần nữa xin chúc mọi người luôn thành công trong cuộc sống nha. Và cảm thấy clip mình chia sẻ hay thì nhớ cho một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để dõi theo những chiếc video tiếp theo nha. Vâng, bây giờ thì Út Lê xin kết thúc video tại đây, hẹn lại mọi người vào những chiếc video lần sau nha. Bye bye.